Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Con Đường Thành Công. Thưa quý vị và các bạn, hãy thú nhận rằng dù bạn là một kẻ mới tập tuệ học cách ăn mặc đẹp hay là một gã ngoại tứ tuần đã quá rành về những quy luật về xui hay là dày, thì hẳn các bạn đã từng nghe một lần. Thì hẳn bạn cũng đã từng một lần nghe tới Givenchy và ao ước mình có thể có đủ sự tinh tế và nhạy bén để khoác lên mình những thiết kế của họ. Nói như vậy là bởi phong cách của Givenchy rất đặc biệt, nó khó có thể lẫn lộn với những thương hiệu khác. Họ cũng lịch lãm, sang trọng, mạnh mẽ và nam tính. Thế nhưng trên hết, Givenchy có cách thể hiện cá tính rất riêng và nó đòi hỏi chỉ những người thực sự có bản năng ấy, sự nổi loạn trong người thì mới có thể kham nổi. Vậy thì hành trình làm nên huyền thoại trong lòng mút thế giới diễn ra như thế nào? Ai là nàng thơ tạo nên những cảm hứng bất diệt cho người sáng lập Hubert de Givenchy tạo nên kẻ nổi loạn đến từ nước Pháp? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay của Con Đường Thành Công. Hubert de Givenchy, từ cậu bé mồ côi cha đến huyền thoại thiết kế thời trang. Mồ côi từ sớm, Hubert James Taffin de Givenchy sinh ngày 20 tháng 2 năm 1927 tại Beauvais, Auxerre của Pháp trong một gia đình dòng dõi quý tộc. Ông là con trai của hầu tước Lucien Taffin de Givenchy, sinh năm 1888, mất năm 1930. Gia đình Taffin de Givenchy có nguồn gốc từ Verny, Ý. Họ gốc là Taffini. Givenchy có một anh trai là Jean-Claude de Givenchy, sinh năm 1925, mất năm 2009. Người thừa kế của dòng họ và sau này trở thành người điều hành sản phẩm nước hoa của đế chế Givenchy. Năm 1930, hầu tước Lucien Taffin de Givenchy chết vì bệnh cúm. Mồ côi cha khi mới lên 3 tuổi thì cậu bé Givenchy được nuôi dưỡng bởi mẹ và bà ngoại là Marguerite Ditatit Badin, nghệ sĩ giám đốc của nhà máy Gobelin nổi tiếng và cũng là người đứng đầu các nhà máy sản xuất vải ở Beauvais của Pháp. Ông ngoại của Givenchy là Jules Dietete, là một nhà thiết kế, người đã tạo ra các bộ đồ cho công nhân nhà máy ở Beauvais và 13 trang phục cho cung điện Élysée nổi tiếng. Sinh thời thì hầu tước Lucien Taffin de Givenchy từng kỳ vọng con trai trở thành luật sư. Nhưng sống giữa môi trường may mặc cùng nghệ nhân ở các xưởng thủ công tinh xảo từ bé, Givenchy sớm có mối quan tâm đặc biệt đến vải vóc. Lên 10 tuổi thì cậu cùng gia đình đến thăm một hội chợ ở Paris do Jenny Lavin tổ chức, trong đó có Chanel, Elsa Schiaparelli và các nhà thiết kế khác. Đó là khoảnh khắc Givenchy nhận ra rằng niềm đam mê thời trang và sau này trở thành sự nghiệp của ông. Trong một cuộc trò chuyện tại Đại học Oxford vào năm 2010, Givenchy nhớ lại: "Tôi luôn ước mơ trở thành nhà thiết kế trang phục và mẹ tôi đã ủng hộ quyết định đó." Năm 17 tuổi thì chàng thanh niên có mái tóc màu cát rời Paris để theo học tại trường nghệ thuật École des Beaux-Arts. Năm 1945, thông qua mối quan hệ của gia đình, Givenchy bắt đầu học nghề với Jacques Vabre, huyền thoại thiết kế thời trang người Pháp và được coi là một trong ba nhân vật có tầm ảnh hưởng vĩ đại đến thời trang cao cấp sau Thế chiến thứ hai, cùng với Christian Dior và Pierre Balmain. Chỉ sau một thời gian ngắn thì Givenchy đã được làm việc trong các xưởng của nhà thiết kế Thụy Sĩ Robert Piguet. Từ năm 1947 đến năm 1952, Givenchy làm việc cho huyền thoại Elsa Schiaparelli lập dị và bắt đầu mơ về việc mở một ngôi nhà thời trang mang tên mình trong bối cảnh của những nhà thiết kế hàng đầu như là Edward Molino và thậm chí Robert Piguet đang chuẩn bị đóng cửa vì không kham nổi chi phí đầu tư các loại vải cao cấp. Khởi đầu của một huyền thoại. Năm 1952, Givenchy mở cửa hàng đầu tiên ở khu Plein Moco của Paris. Ở tuổi 25 thì Givenchy là nhà thiết kế trẻ nhất trong lịch sử thời trang Pháp, có thương hiệu riêng lúc bấy giờ. Ngày 3 tháng 3 năm 1952, sau khi bộ sưu tập đầu tiên là Bettina Granzini ra đời, tạp chí Life đã dành 4 trang bài viết với nhan đề Givenchy, một cái tên mới của Paris, để ca tụng chàng trai trẻ. Để gây ấn tượng mạnh của Givenchy là ông sử dụng toàn bộ vải siêu rẻ với chi phí chỉ khoảng 1/3 so với các đối thủ cạnh tranh. Nó được đánh giá là chiến lược vô cùng thực tế và khôn ngoan trong thời buổi kinh tế khó khăn. Trong bộ sưu tập ấy thì áo sơ mi lụa Bettina ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn cả, với hai cánh tay xếp bèo lấy cảm hứng từ trang phục những vũ công flamenco, thiết kế trở thành kiệt tác kinh điển. Tạp chí Life viết, Givenchy đã ghi tên mình vào bản đồ thời trang thế giới với bộ sưu tập chỉ gồm 9 trang phục diễn ra trong một phòng trưng bày nhỏ ở số 8 Rue Alfred de Vigy của Paris.
Bettina Graziani thành công đến mức bán được xấp xỉ 1 triệu euro lúc bấy giờ. Sau khởi đầu thành công ấy thì nhà thiết kế trẻ tuổi chuyển đến New York và được người Mỹ ưa chuộng. Tại đây Givenchy gặp thần tượng là Cristobal Balenciaga, nhà thiết kế gốc Tây Ban Nha, người đứng đầu với giới thiết kế ở Paris. Năm 1959 thì Givenchy chuyển văn phòng của mình qua xưởng của Balenciaga trên đại lộ Jacques Năm. Hai người trở thành bạn thân cho đến khi Balenciaga qua đời vào năm 1972. Tình bạn đặc biệt đó ảnh hưởng sâu sắc và quan trọng, tạo nên một bước ngoặt mang tính quyết định trong phong cách thiết kế của Givenchy suốt cuộc đời. Cùng với Balenciaga, Givenchy đã sáng tạo nên những mẫu thiết kế đáng nhớ như là áo choàng và đầm. Từ những form dáng cơ bản, Givenchy phát triển chúng thành những thiết kế có kết cấu chuẩn mực, thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn phóng khoáng. Vẻ thanh lịch, cổ điển và nữ tính là tôn chỉ sáng tạo của Givenchy cho tới mãi về sau. Năm 2007, dù là tín đồ của đạo tin lành, Givenchy nói với Women Guadeli rằng: "Tôi coi tài năng của mình như một món quà của Thượng Đế. Balenciaga chính là tôn giáo của tôi. Đối với tôi, có Balenciaga là có Chúa rồi." Trong những năm 1950, Givenchy đã tạo nên một làn gió mới, dẫn dắt phong cách ăn mặc của phụ nữ Pháp. Những sáng tạo mang tính biểu tượng của ôm bao gồm áo tay phong, áo khoác Berlin giấu đường cong, váy baby doll và quần lửng ống lê đã thay thế cho loại áo ôm eo cùng với những đường cong tạo kiểu New Look của Christian Dior lúc bấy giờ. Hàng loạt tạp chí thời trang đình đám hết lời tán dương Givenchy và gọi ông là biểu tượng của một thế hệ những nhà thiết kế lịch lãm bậc nhất trong lịch sử. Trong bản danh sách khách hàng của Givenchy với những tên tuổi thuộc giới quý tộc, thượng lưu hay phu nhân của các chính khách như là Jacqueline Kennedy, đáng chú ý nhất là ngôi sao trẻ đăng lên Audrey Hepburn. Hepburn say mê những thiết kế trẻ trung của Givenchy đến nỗi cô mặc thiết kế của ông cho hầu hết phim của mình như là Funny Face, Love in the Afternoon, Paris When Is It Late, Charlotte, Love Among Thieves. Nhà thiết kế cũng chính là người tạo dựng phong cách cho Audrey Hepburn trên con đường nữ diễn viên, trở thành biểu tượng thời trang và nhan sắc mọi thời đại. Trong suốt 3 thập niên sau khi quen nhau vào năm 1963, Hepburn và Givenchy vô số lần tạo ra những khoảnh khắc thời trang kinh điển. Trong đó không thể không nhắc tới bộ váy đen trong Breakfast at Tiffany's năm 1961. Mặc dù Coco Chanel mới là người sáng tạo nên khái niệm về Little Black Dress, song với Hepburn, cô chỉ biết tới Hubert de Givenchy. Bộ váy ôm dáng đơn giản với 4 sợi dây ngọc trai vắt sau vai, găng tay dài màu đen đi kèm ấy đã trở thành hình ảnh mẫu mực và lý tưởng của tầng lớp người giàu có sống ở New York. Năm 2006 thì chiếc váy được bán tại một cuộc đấu giá từ thiện ở London với giá là 923.187 USD, khoảng 21 tỷ đồng. Không chỉ tạo dựng phong cách ăn vận cho Audrey Hepburn, Givenchy còn phát triển bộ sưu tập nước hoa đầu tiên dành cho cô mang tên là Rinteris và Leather Givenchy. Minh tinh Hollywood nghiễm nhiên là gương mặt đại diện của mùi hương ấy. Và đó là lần đầu tiên một ngôi sao nữ trở thành bộ mặt của một chiến dịch quảng cáo mùi hương hoàn toàn vì tình bạn, không có chút cát xê nào. Những tình bạn đẹp thông qua thời trang. Ngoài Audrey Hepburn thì Hubert de Givenchy còn thiết kế cho nhiều minh tinh và phụ nữ thuộc giới thượng lưu khác. Vẻ sang trọng của thời trang Pháp pha trộn với nét tự nhiên phóng khoáng đậm tính Mỹ khiến cho bộ váy áo do ông tạo nên có sức quyến rũ kỳ lạ với phái đẹp vào những thập niên 1950-1960. Cũng vào năm 1953 thì ông gặp Cristobal Balenciaga và Balenciaga đã trở thành người bạn, người thầy có sức ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của Givenchy. Gắn liền với sự ra đời của Givenchy House Control vào năm 1970. Thời kỳ này thì Givenchy dần định hình phong cách không cầu kỳ, tinh tế nhưng cũng rất gợi cảm và hiện đại. Năm 1954 thì bộ sưu tập đầu tiên cho dòng trang phục nữ là Givenchy Prêt à Porter được chính thức ra đời. Hiện nay thì dòng Givenchy Collection PS Prêt à Porter bao gồm trang phục nam giới và phụ nữ cùng với các phụ kiện thời trang như là giày, túi xách, đồng hồ. Dòng nước hoa đầu tiên của Givenchy ra đời vào năm 1957 với Rinteris và Leather dành riêng cho minh tinh Audrey Hepburn. Hai năm sau, Givenchy mới trình làm bộ sưu tập nước hoa dành cho nam đầu tiên. Givenchy bước vào lĩnh vực thiết kế trang phục nam kể từ năm 1973 với sự ra đời của dòng sản phẩm Saint Laurent Givenchy. Thời trang nam Givenchy cũng rất đa dạng từ những bộ đồ đơn giản mặc hàng ngày cho tới blazer, suit, tuxedo lịch lãm.
Phong cách Gothic cũng in đậm nét trong các sản phẩm dành cho nam của Givenchy với những chiếc áo phông màu đen, họa tiết Gothic, những bộ sui với màu đen và xám là chủ đạo. Năm 1995 thì Hubert de Givenchy nghỉ hưu sau 43 năm lãnh đạo. Lớp kế cận của Hubert đều là những nhà thiết kế hết sức tài năng như là Alexander McQueen, John Galeazzo, Julian McDonald và đặc biệt là Riccardo Tisci, người hiện đang nắm giữ chức giám đốc thiết kế của công ty, đã đưa tên tuổi Givenchy lên sánh ngang với các ông lớn trong làng thời trang khác như là Louis Vuitton, Christian Dior, Christian Crutchcourt và Celine. Sau 36 năm một mình trèo lái thương hiệu đi từ thành công này đến thành công khác, năm 1988 thì Givenchy đã bán ngôi nhà thời trang của mình cho tập đoàn hàng xa xỉ của Pháp là LVMH và tiếp tục thiết kế cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1995. Chỉ vài giờ sau khi ông ra mắt bộ sưu tập cuối cùng, hãng mốt tuyên bố người kế nhiệm là nhà thiết kế nổi tiếng người Anh John Galliano. Năm 2005 thì nhãn hiệu này đã được trao cho nhà thiết kế người Italia Riccardo Tisci. Màu sắc mới của Givenchy. Ở ngôi nhà Givenchy thì Tisci đã viết nên một trang sử mới khiến cho Bernard Arnault, giám đốc điều hành của LVMH phải thốt lên. Đó là điều không thể tin được. Tisci đã biến Givenchy trở thành một nhãn hiệu thành công bậc nhất, kết nối hoàn hảo giữa phong cách trẻ trung, đầy nhiệt huyết của bản thân với những di sản của Hubert de Givenchy. Thậm chí thì Tisci còn có phần nhỉnh hơn khi đưa ra một sự kết hợp được đánh giá là kỳ diệu giữa tính thẩm mỹ và sự năng động, điều mà trước đây Hubert de Givenchy hầu như không chú ý. Riccardo Tisci đã tìm lại bản sắc cho nhà Givenchy, đồng thời khái niệm lại mang lại giá trị xa xỉ cho tâm hồn thương hiệu Haute Couture. Riccardo cực kỳ cầu toàn cho những tác phẩm thiết kế là duy nhất trên thế giới này. Ông không chỉ giới hạn số lượng mẫu thiết kế và khách mời tại các buổi trình diễn, mà còn trưng cầu các vật liệu đặc biệt và tính phức tạp của kỹ thuật cắt may. Givenchy của Riccardo thiên về họa tiết và tính trang trí, cá tính nổi loạn hòa hợp với thương hiệu, hình thành phong cách thiết kế mang tính cổ tích và thần thoại hiện đại, đậm chất thẩm mỹ và tinh thần của thời trang Ý. Riccardo xem các người mẫu là hình tượng hiện thân cho tinh thần của Givenchy. Các nàng thơ lâu năm của ông có thể kể đến như là Joan Small, Lala Stone, Natasha Poli, Lashmi hay là Ritchie. Vào tháng 5 2015 thì Joanne Verset, đồng thời là bạn thân của Riccardo, được công bố sẽ trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch mùa thu 2015 của thương hiệu Givenchy. Trong một cuộc phỏng vấn với Human World Diary năm 2007, Givenchy không giấu nổi nét âu sầu. Tôi đang đau khổ, điều đang xảy ra không làm cho tôi hạnh phúc. Rốt cuộc người ta cũng chỉ chú ý đến tên tuổi của nhà thiết kế thay vì tên thương hiệu. Tháng 3 năm 2017 thì Claire West Keller thay thế cho Riccardo Tisci, trở thành người phụ nữ đầu tiên điều hành nhà mốt cho tới nay. Thế giới của Givenchy, trang phục nữ. Đây được coi là đại diện cho thương hiệu Givenchy với đủ loại mẫu mã hết sức đa dạng, từ trang phục thường ngày cho tới trang phục dành cho những buổi tiệc sang trọng bậc nhất. Dưới bàn tay của Riccardo Tisci thì Haute Couture của Givenchy mang màu tối và khá ảm đạm, đặc trưng của phong cách Gothic. Những cô gái của Givenchy đều có gì đó huyền bí, gai góc nhưng vẫn đầy gợi cảm và sang trọng. Một chút phung, một chút Gothic, một chút đài cát cao sang và một chút sexy khó cưỡng. Đó chính là những gì Riccardo Tisci mang tới cho phái đẹp qua những thiết kế của Givenchy. Trang phục nam. Tuy ra đời sau nhưng dòng sản phẩm dành cho nam hiện cũng đã chiếm một thị trường không nhỏ trong số các sản phẩm của hãng thời trang Pháp. Thời trang nam Givenchy cũng rất đa dạng, từ những bộ đồ đơn giản mặc hàng ngày cho tới blazer, suit, tuxedo lịch lãm. Phong cách Gothic cũng in đậm nét trong các sản phẩm dành cho nam của Givenchy, với những chiếc áo phông màu đen họa tiết Gothic, những bộ sui với màu đen và xám là chủ đạo. Những quý ông đủ can đảm để khoác lên mình những thiết kế của Givenchy đều là những người tinh tế, nhạy cảm, nhất định với thời trang. Họ không ngại thử nghiệm, không ngại thay đổi, làm mới mình và luôn tự tin với những quyết định của bản thân. Bộ sưu tập xuân hè 2014 thể hiện được nét phá cách tuyệt vời đa dạng màu sắc, họa tiết lấy cảm hứng của châu Phi. Nước hoa Givenchy. Dòng nước hoa đầu tiên của Givenchy ra đời vào năm 1957 với Intertit và Leder, dành riêng cho minh tinh Humphrey Hepburn. Hai năm sau thì Givenchy mới trình làm bộ sưu tập nước hoa dành cho nam đầu tiên. Một vài dòng sản phẩm nước hoa bán chạy của Givenchy như là Gentleman, Organza, Amiret, P. Mùi hương của Givenchy chủ yếu tạo nên hình ảnh những quý ông trẻ trung, lịch lãm và chìn chu. Nhà thiết kế vĩ đại.
Givenchy là nhà thiết kế hiếm hoi duy trì sự độc lập về tài chính trên con đường sự nghiệp của mình. Ông cũng là chủ tịch sáng lập ra quỹ Christopher Balenciaga, mở ra một bảo tàng dành riêng cho người bạn thân là Balenciaga ở Getaria của Tây Ban Nha vào năm 2011. Từ khi nghỉ hưu thì Givenchy vẫn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, là chuyên gia đồ cổ trong công ty Christie, Château de Versailles và bảo tàng Louvre. Ông cũng là người quản lý Quỹ Di sản Thế giới chi nhánh ở Pháp trong nhiều năm. Trong một cuộc nói chuyện với sinh viên Đại học Oxford năm 2010, Givenchy đã đưa ra lời khuyên: nếu có thể, hãy sinh ra trong một môi trường sang trọng. Nếu không, hãy cố gắng biến sang trọng trở thành con người bạn. Với chiều cao là 1,96m, mái tóc màu cát, gương mặt điển trai và phong thái khỏe khoắn, Givenchy được các nhà phê bình miêu tả là một nhà quý tộc Pháp mẫu mực đáng tin cậy. Givenchy đáng tin cậy vì những gì ông đã tạo ra, những bộ trang phục trang nhã vượt thời gian, những chiếc mũ và khăn choàng ấn tượng, những chiếc váy dài hai mảnh, áo khoác đơn giản và những bộ trang phục tối giản trong một màu sắc rực rỡ. Những kiểu dáng sang trọng và nữ tính ấy có sức lôi cuốn không nói được thành lời, bền bỉ với tháng năm. Hiện nay thì Givenchy không chỉ có dòng thời trang nam, nữ mà còn có các dòng phụ kiện và nước hoa. Doanh thu của Givenchy trong năm 2012 là 917,7 triệu euro. Thương hiệu Givenchy không chỉ xuất hiện trong giới thời trang thông thường mà còn trong những sự kiện thực sự quan trọng như trong các tiệc cưới hoàng gia. Ngày 10 tháng 3 năm 2018, tại tòa lâu đài Renaissance gần Paris, Pháp, huyền thoại thiết kế Hubert de Givenchy đã ra đi trong giấc ngủ yên bình ở tuổi 91. Suốt cuộc đời thì Givenchy hoạt động vô số thành tựu, trong đó có giải thưởng danh giá Chevalier de la Légion Honor vào năm 1983 và giải thành tựu trọn đời của Hội đồng Thiết kế Thời trang Mỹ năm 1995. Ông được coi là biểu tượng của sự sang trọng đậm chất Paris hơn nửa thế kỷ, là một trong những nhà sáng tạo đặt ở Paris vào đỉnh cao của thời trang thế giới vào những năm 1950. Givenchy đã cách mạng hóa thời trang quốc tế trong việc tạo ra những hình ảnh vượt thời gian cho một số nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, Givenchy là một trong những nhà thiết kế vĩ đại cuối cùng trong thời kỳ hoàng kim của thời trang cao cấp, cùng với những gã khổng lồ trong ngành thời trang như Balenciaga, Christian Dior và Yves Saint Laurent. Mặc dù đã nghỉ hưu từ năm 1995, song cái tên của Givenchy vẫn đồng nghĩa với sự trang trọng, thanh nhã đầy tinh tế.